Chào mừng tất cả các bác tiếp tục quay trở lại với kênh của em Lĩnh GBL Nam Định. Quay trở lại với clip ngày hôm nay, em Lĩnh giới thiệu cho các bác về một bộ micro cực kỳ là cao cấp các bác nhá. Một trong những bộ micro mà được rất nhiều anh em trên toàn quốc mơ ước để sở hữu được nó. Thì trước mặt các bác đây đó là một bộ Sennheiser đó, 5200 các bác nhá. Đó, tình trạng thông báo với các bác là hàng line new. Đó, hàng line new gần như là chưa sử dụng các bác nhá. Đó. 5200. Đó. Và đầu là MD5050 các bác nhá. Đó, cực kỳ là đẹp và xuất sắc rồi. Tình trạng line new thì gần như là không có một hạt muỗi đốt nào các bác nhá. Đó. Không có một chút sượt sạt gì ở đây các bác ạ. Đó. Xuất sắc và rất là đẹp. Tay sờ vào còn có vệt mồ hôi luôn các bác nhá. Đó, rất là đẹp này. Xuất sắc luôn. Em quay gần này, chi tiết này. Đó. Đầu là MD5050. Đó, hai tay đều xuất sắc như nhau các bác nhá. Cực kỳ là đẹp. Đó. Đây là một trong những bộ Sennheiser mà hàng đầu thế giới rồi. 5200 rồi lên những bộ 6000 rồi 9000 là những bộ cao cấp nhất hiện tại được trang bị trên những bộ cao cấp nhất trên thế giới các bác nhá. 5200 này cũng rất là đẳng cấp. Các bác nào mà được sở hữu rồi thì biết được cái chất của nó như thế nào ạ. Đó. Deceiver thì chạy là 3732 2 la mã các bác nhá. 3732 2 la mã. Đó. Tình trạng rất là đẹp, line new luôn. Xuất sắc các bác nhá. Đây là mặt đằng sau ấy. Mọi thứ rất là đẹp luôn. Đó, Make in Germany các bác nhá. Rất là đẹp. Như các bác đã biết rồi thì những bộ 5200 này nếu mà giá mới thì nó trên 200 triệu một bộ mic này các bác nhá. Nhưng với tình trạng mà line new đẹp xuất sắc như này, gần như là thiếu một cái hộp xốp thôi là có thể cho là hàng mới được các bác nhá. Thì em Lĩnh bán giá chưa đến 100 triệu các bác nhá. Chỉ vài chục triệu thôi. Có giá cụ thể như thế nào thì các bác đừng ngại ngần gì, alo cho em Lĩnh thì sẽ có giá tốt nhất. Em đảm bảo với các bác là sẽ có giá tốt nhất ở thời điểm này trên tất cả các lãnh thổ Việt Nam các bác nhá. Và em bao hàng zin xịn cho các bác. Đó, cam kết với các bác là chuẩn chỉ như vậy. Đó. Và các bác đã chơi những cái dòng này thì em vẫn có sự lựa chọn, tùy chọn cho các bác nhé. Nếu chúng ta chơi lên đầu KK105S, nếu mà chúng ta chơi sang đầu Newman này thì giá thành của một bộ mic này nó sẽ lên cao hơn các bác nhé. Em vẫn có để phục vụ các bác. Đó. Nếu chúng ta sử dụng đầu Newman 105 này thì bộ mic này em bán loanh quanh tầm 100 triệu các bác nhá. Đó, còn nếu mà chúng ta dùng cái đầu MD này thì chỉ vài chục triệu thôi. Đó. Rất là đẹp, xuất sắc. Các bác chờ đợi một chút thì em sẽ test luôn chất âm trên của bộ Sennheiser 5200 này trên một đôi loa SRX725. Đó. Và bàn Mixer Yamaha LS9 đó. Đánh trên một chiếc lap 6400 các bác nhá. Ok các bác nhá. Và bác nào yêu mến em Lĩnh thì đừng quên dành tặng cho em Lĩnh một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Ngọc Lĩnh GBL Nam Định nhá các bác nhá. Và em Lĩnh luôn nói rằng mỗi một lượt like, mỗi một lượt đăng ký của các bác đó là một cái động lực cực kỳ lớn để cho em Lĩnh luôn luôn phát huy
cung cấp tìm tòi những cái sản phẩm đẹp và chất lượng nhất ở giá tốt nhất để đưa đến phục vụ tất cả các quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Ok các bác nhá, mời các bác quay trở lại ngay sau đây thôi. Và xin mời các bác đeo tai nghe để cảm nhận chất âm của Sennheiser 5200, sự kết hợp giữa Sennheiser 5200 bản Yamaha LS9. Hiện tại thì em đang hát trên đôi loa SRX725 các bác nhé. Đó. Mời các bác trở lại với một ca khúc Nhớ Về Em. Thực sự là cái chất âm nó rất là hay, mộc mạc các bác nhé. Ngồi nhìn mây trôi mát, trôi về nơi xa xăm mịt mờ. Trong cơn mơ chiều nay, gọi thầm tên nhau. Những ước muôn mong chờ, còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi miên man trong đời, khi đã xa. Gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như mây trời. Bơ vơ trong chiều hoa, gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành, giờ còn bay về nơi phương Tây. Người đã đi cho bao tháng ngày, chìm khuất trong mơ. Trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về, trong tiếng môi nhớ mong trông chờ, trở về chốn xưa, trong cả suốt đời này. Nhớ đeo tai nghe vào để cảm nhận chất âm mộc mạc của bộ mic Sennheiser 5200 này các bác nhá. Và đừng quên dành tặng cho em lĩnh một like. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Ngọc Lĩnh CBL 5200 các bác nhá. Ngồi nhìn mây trôi mát, trôi về nơi trong cơn mơ chiều nay, gọi thầm tên nhau. Những ước muốn mong chờ, còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi miên man trong đời, khi đã xa. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoa, gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành, giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày, chỉ khuất trong mơ. Nhớ về trong những lúc cô đơn trở về. Trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây.
cho ta suốt đời này ta vẫn thương nhớ về. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video gần nhất. Xin chào các bác. 250 ml giá không đổi.